Nga công bố chi tiết chuyến công du Triều Tiên của Tổng thống Putin. Phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga ngoài khơi bờ biển Scotland. Chuyên gia nhận định về kết quả hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 17 tháng 6, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Triều Tiên trong 2 ngày, ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra lời mời ông Putin đến Triều Tiên trong chuyến thăm vùng Viễn Đông Nga hồi tháng 9 năm ngoái, Điện Kremlin thông báo. Theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước hữu nghị tới Triều Tiên vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Đài RT dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Nga Yuri Usakov tiết lộ một số chi tiết về chuyến công du sắp tới. Theo quan chức này, trong đoàn tháp tùng ông Putin đến Bình Nhưỡng có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Muratko, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Roman Starovoy, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Roskosmos Yuri Borisov, Giám đốc Cơ quan Đường sắt Quốc gia Oleg Belorodov và những người khác. Ông Usakov cho biết, hai bên dự kiến sẽ ký một loạt văn kiện trong chuyến thăm, trong đó có thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đầy tiềm năng. Phái đoàn Nga cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán sâu rộng với Triều Tiên về một số vấn đề, bao gồm quan hệ song phương, kinh tế, an ninh và hợp tác quốc tế. Lãnh đạo Điện Kremlin dự kiến sẽ tham dự một buổi hòa nhạc cấp nhà nước do Triều Tiên tổ chức, để chào mừng chuyến công du của ông cũng như có các cuộc hội đàm không chính thức với ông Kim. Ông Usakov mô tả mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên là láng giềng hữu nghị, tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ này được xây dựng trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chủ quyền. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Putin. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên thông báo, ông Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Triều Tiên sau 24 năm, lần gần nhất ông Putin đến thăm Triều Tiên vào tháng 7 năm 2000. Khi cha của ông Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il còn nắm quyền, ông Kim Jong-un đã tới vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 9 năm 2023, tham quan trung tâm phóng vũ trụ Vostochny Kosmodrome, nơi ông Putin cam kết sẽ giúp Triều Tiên trong việc chế tạo vệ tinh. Hồi tháng 1 năm nay, Bình Nhưỡng đã gửi lời mời chính thức tới ông Putin, gọi ông là người bạn thân nhất của người dân Triều Tiên và tuyên bố rằng nước này sẽ nồng nhiệt chào đón nhà lãnh đạo Nga bằng cả trái tim. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, những nước đã bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngày càng tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đã tuyên bố rằng họ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ phản ứng dứt khoát trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc đã công khai ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Chi-an cho biết, Trung Quốc hoan nghênh việc Nga đang củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước liên quan, và lưu ý rằng Bắc Kinh cũng duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Bình Nhưỡng. Việc tàu ngầm hạt nhân của Nga bị phát hiện ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland gần Vương quốc Anh mới đây đã kích hoạt một cuộc họp quốc phòng khẩn cấp, nêu bật căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ngày 17 tháng 6, chuyên trang quân sự Bulgarian Military cho biết, tàu ngầm Nga bị phát hiện được xác định là Kazan, là tàu lớp dài sen hiện đại có thể mang theo tên lửa hành trình và ngư lôi. Sự hiện diện của nó được phát hiện sau khi một máy bay chống tàu ngầm Poseidon P-8 của Không quân Hoàng gia Anh triển khai các phao sonar để xác định hoạt động bên dưới mặt biển. Người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Anh giải thích, Hải quân Hoàng gia thường xuyên giám sát lãnh hải của Vương quốc Anh và các vùng biển lân cận để đảm bảo luật hàng hải được tuân thủ, ngăn chặn các hoạt động ác ý và bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta. Việc phát hiện tàu ngầm Nga ngoài khơi bờ biển Scotland đã cảnh báo các nhà lãnh đạo NATO, những người lo ngại rằng nó có thể đang dò tìm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của liên minh. Vụ việc này diễn ra sau lời đe dọa trừng phạt mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với phương Tây vì cung cấp tên lửa tầm xa và khoản vay 40 tỷ bảng Anh cho Ukraine bằng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga. Việc phát hiện tàu ngầm Nga gần bờ biển Anh cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu hạt nhân tiềm tàng giữa Nga và phương Tây. Theo Bulgarian Military, Hải quân Nga gần đây đã triển khai các tàu mang tên lửa siêu thanh Zircon và Kalib ở Cuba, khiến Lầu Năm Góc phải giám sát chặt chẽ. Trong số các tàu trong đợt triển khai này, có tàu ngầm hạt nhân lớp Zasen M Kazan,
một tài sản quan trọng trong chiến lược hàng hải của Nga. Trước động thái này của Nga, Hải quân Mỹ đã nhanh chóng triển khai thợ săn tàu ngầm P-8 Poseidon dọc theo bờ biển Florida để theo dõi các tàu ngầm Nga. Mỹ cũng tuyên bố hợp tác chặt chẽ với Hải quân Hoàng gia Canada trong hoạt động này. Để củng cố nỗ lực này, Canada đã triển khai máy bay P-8 Orion của Lockheed để hợp tác với B-8 Poseidon của Mỹ. Mới đây, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hussein Ademir nhận định, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6, nhằm mục đích tập hợp các nguyên thủ quốc gia và phát triển sự hiểu biết chung về con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các quốc gia chủ chốt và những mục tiêu cơ bản của hội nghị khiến nhiều người nghi ngờ đạt được một kết quả có ý nghĩa. Thay vì thúc đẩy một nền tảng cho các cuộc đàm phán thực sự, hội nghị thượng đỉnh dường như chỉ củng cố sự hỗ trợ cho Ukraine trong trường hợp không có các quốc gia quan trọng có thể tạo điều kiện cho một nền hòa bình. Chuyên gia Odemir cho rằng, một số người còn lập luận rằng Ukraine dường như đang cảm thấy bị gạt sang một bên khi sự chú ý của toàn cầu chuyển sang thảm kịch ở Gaza, đã thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh này để củng cố vị thế của mình trong chương trình nghị sự quốc tế, thay vì đạt được hòa bình toàn diện. Danh sách tham dự hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ cho thấy có sự tham gia đáng kể của quốc tế với khoảng 100 phái đoàn. Các quốc gia châu Âu chủ chốt như Anh, cũng như Pháp và các thành viên EU khác đã cử các đại diện hàng đầu đến để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không tham dự và Washington chỉ cử một phái đoàn cấp thấp hơn. Ngược lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người có quan hệ chặt chẽ với Nga, cũng cử cấp ngoại trưởng tham dự trong bối cảnh chia rẽ nội bộ của EU về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao từ Brazil và Ấn Độ, hai nước đóng vai trò quan trọng ở Nam toàn cầu, các quốc gia đang phát triển và mới nổi ngoài phương Tây, nhấn mạnh phản ứng toàn cầu bị chia rẽ đối với cuộc xung đột. Hội nghị cũng diễn ra mà không có sự tham gia của Trung Quốc, một bên quan trọng và quan trọng hơn là không có Nga, một trong những bên chính trong cuộc xung đột. Sự vắng mặt của Trung Quốc càng nhấn mạnh những hạn chế của hội nghị, xét đến ảnh hưởng đáng kể về kinh tế, quân sự và chính trị của nước này đối với cuộc chiến cũng như các đề xuất hòa bình gần đây của nước này đối với Ukraine. Nếu không có những bên tham gia chủ chốt này, sự kiện có thể bị coi là một cuộc tập hợp các đồng minh quen thuộc củng cố sự ủng hộ cho Ukraine hơn là một nỗ lực hòa bình toàn diện thực sự. Vai trò của EU trong hội nghị cũng đặt ra câu hỏi về mục tiêu thực sự của khối này. Vì hội nghị không có Nga, Bruxelles dường như ưu tiên thể hiện tình đoàn kết với Ukraine hơn là tìm kiếm giải pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh này để nêu bật sự phản đối toàn cầu đối với chiến dịch quân sự của Nga. Mặc dù được thiết kế để thúc đẩy tình đoàn kết và củng cố liên minh ủng hộ Ukraine, động thái này dường như không chuyển thành một lối thoát hiệu quả khỏi cuộc xung đột. Đầu tháng này, một số nước thành viên EU tuyên bố rằng vũ khí họ cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, một động thái dường như nhằm mục đích chuyển cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế dường như ngày càng không ủng hộ cho Ukraine. Sự trỗi dậy của các đảng cánh hữu trong các cuộc bầu cử ở EU là một đám mây đen bao trùm Ukraine. Hơn nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới là các mối đe dọa hạt nhân leo thang, không phải là điểm báo tốt cho hòa bình. Mặc dù EU đặt mục tiêu đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết tại hội nghị, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu sự thống nhất mong manh này có đứng vững trước thử thách của thời gian hay không. Việc Nga tham dự hội nghị là một bất lợi nghiêm trọng. Bất kỳ tiến trình hòa bình nào không có sự tham gia của tất cả các bên tham chiến đều khó có thể thành công. Sự tham gia của Nga là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột, chẳng hạn như tranh chấp lãnh thổ và các mối lo ngại về an ninh. Việc Nga không có mặt tại hội nghị đã loại bỏ khả năng đàm phán trực tiếp về những vấn đề quan trọng này. Hội nghị cũng có nguy cơ làm căng thẳng leo thang hơn là giảm bớt căng thẳng bằng cách không mời Nga và huy động lực lượng ủng hộ Ukraine. Hội nghị đã bị Moscow và một số khu vực coi là sự khiêu khích đơn thuần. Tình trạng này gây ra một số vấn đề. Thứ nhất, nó có thể khiến lập trường của Nga trở nên cứng rắn hơn, làm giảm cơ hội đàm phán hòa bình trong tương lai. Một rủi ro khác là nó có thể cản trở triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện khi không có các nhà hòa giải nghiêm túc ủng hộ cách tiếp cận thực tế để giải quyết xung đột. Nhìn về phía trước, nhà phân tích Odemir nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế phải thừa nhận rằng hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán có sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Những nỗ lực trong tương lai nên ưu tiên ngoại giao toàn diện, lôi kéo cả Ukraine và Nga vào các cuộc đàm phán trực tiếp để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của họ.
Chỉ bằng những nỗ lực toàn diện như vậy, cuộc xung đột tàn khốc này mới có thể chấm dứt và khôi phục nền hòa bình ở Ukraine.